Tổng cục Môi trường vừa cho ra mắt ứng dụng EnviSoft chạy trên hai nền tảng di động phổ biến là Android và iOS để công bố thông tin trực tuyến về chất lượng môi trường không khí trên phạm vi toàn quốc cho cộng đồng. Ứng dụng mới được kỳ vọng sẽ là công cụ hữu ích giúp cho cộng đồng có được những thông tin đầy đủ, cập nhật thường xuyên hơn về chất lượng không khí tại các khu vực mình quan tâm. Ứng dụng EnviSoft có các chức năng chính gồm hiển thị chỉ số chất lượng không khí AQI theo giờ và ngày hiện tại, cung cấp biểu đồ diễn biến giá trị AQI của các giờ trước, ngày trước, đưa ra các khuyến nghị về sức khỏe tương ứng với từng giá trị AQI, lựa chọn các trạm quan trắc thường xuyên quan tâm theo khu vực địa lý và xếp hạng chất lượng không khí theo các trạm quan trắc. Tổng cục Môi trường cũng cho biết, với nguồn dữ liệu được khai thác từ kết quả quan trắc của các trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục do Tổng cục Quản lý và các trạm quan trắc môi trường do các Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố quản lý, sau khi đi vào khai thác, ứng dụng EnviSoft sẽ là kênh thông tin chính thức của Cơ quan Quản lý Môi trường cấp Trung ương. Thưa quý vị, bên cạnh những mặt hàng nông sản như là thanh long hay là dưa hấu thì giải cứu tôm hùm cũng là một phong trào rộ lên khắp cả nước. Lợi dụng sự chia sẻ và đánh vào lòng tin của người dân thì một bộ phận thương buôn đã dùng những mánh khóe để thu lãi đậm. Nội dung đáng chú ý được chia sẻ trên bài viết Giải cứu tôm hùm, người mua tôm hùm xanh coi chừng bị cắt cổ đăng tải trên Tuổi Trẻ. Nhiều loại nông sản của Việt Nam, trong đó có mặt hàng tôm hùm xanh, đã gặp nhiều khó khăn. Những thủ phủ nuôi lớn như là Khánh Hòa và Phú Yên có số lượng tôm hùm cần giải cứu nhiều nhất. Cụ thể, trước đó toàn tỉnh Khánh Hòa có khoảng 600 tấn tôm hùm và vụ khai thác nhưng không xuất bán được. Điều này khiến tôm hùm bông từ 1,9 đến 2,1 triệu đồng một kg đã giảm còn 1,2 triệu đồng một kg. Còn tôm hùm xanh, giá là 900.000 đồng một kg, giảm chỉ còn 500 đến 600.000 đồng một kg nhưng không có người mua. Dù giá thành ở các cửa hàng, nhà hàng không kém nhiều so với thời điểm thị trường xuất khẩu tôm hùm ổn định, nhưng mặt hàng này luôn trong tình trạng cháy hàng do số lượng nhập về thường xuyên không đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng. Nhiều người muốn mua còn phải đặt hàng trước. Với chiêu trò đánh vào tâm lý người tiêu dùng, lợi dụng lòng tin, sự cảm thông cùng việc gắn mác hàng giá rẻ, hàng giải cứu không lãi mà các dân buôn dễ dàng tuồn hàng nhanh hơn. Thực chất, hoạt động giải cứu là phải bán giúp người dân không lấy lãi, bán được bao nhiêu, sau khi trừ chi phí vận chuyển thì giá trị còn lại phải thuộc về nông dân làm ra sản phẩm. Trong khi ở đây đa số người đi buôn lại thu lợi nhuận. Được biết hiện tại, trên nhiều chợ online không còn việc giao bán tôm hùm giải cứu nữa vì giá đã tăng lên. Trước đó, tôm hùm giải cứu được giao bán rầm rộ, giá thấp nhất cũng từ 500.000 đến cả triệu đồng mỗi 1 kg. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Khánh Hòa cho biết, hiện tại giá tôm hùm xanh tại Khánh Hòa đã tăng 100-200.000 đồng một kg, lên mức 700.000 đồng một kg. Số lượng tôm hùm đã được giải cứu gần hết. Theo thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội, sau khi gói 30.000 tỷ đồng kết thúc do nhu cầu nhà ở phân khúc bình dân cao, trong khi nguồn cung hạn chế nên nhiều dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố đã tăng giá tương đối nhiều so với mức trần là 15 triệu đồng một mét vuông trước đây. Vì thế, cơ hội tiếp cận nhà ở của người nghèo cũng trở nên khó khăn hơn. Theo một số chuyên gia bất động sản, sau khi gói 30.000 tỷ đồng kết thúc, cơ hội tiếp cận nhà ở xã hội của người dân khó khăn hơn, dù có gói tín dụng mới từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, nhưng người thu nhập thấp không dễ tiếp cận. Trước đây, khi được vay gói 30.000 tỷ đồng, giá nhà ở xã hội không được bán vượt quá mức giá 15 triệu đồng một mét vuông. Nhưng hiện nay, kết thúc gói tín dụng ưu đãi, giá nhà ở xã hội đã tăng dần. Lý giải về điều này, Sở Xây dựng Hà Nội cho hay giá nhà ở xã hội không khống chế giá mà quy định lợi nhuận chủ đầu tư không được vượt quá 10%. Bên cạnh đó, chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội nhận được nhiều ưu đãi về thuế, tiền sử dụng đất so với nhà ở thương mại. Theo Bộ Xây dựng, tính đến tháng 1, cả nước có 207 dự án nhà ở xã hội được hoàn thành, đưa vào sử dụng, quy mô khoảng hơn 85.800 căn. Cả nước vẫn đang triển khai 220 dự án với quy mô xây dựng khoảng hơn 179.000 căn. Dù vậy, Bộ Xây dựng đánh giá kết quả trên chưa đạt yêu cầu đề ra trong chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Vâng, thưa quý vị và các bạn, sau 2 tuần giá hạ nhiệt giữ ổn định ở ngưỡng 75 đến 80.000 đồng một kg, thì thịt lợn lại bất ngờ nhích tăng giá trở lại. Cả người chăn nuôi và thương lái đều dự báo giá lợn hơi có thể lập đỉnh so với hồi cuối tháng 12 năm ngoái. Giá thịt lợn bất ngờ tăng mạnh trên đà chiếm đỉnh kỷ lục, bài viết đáng chú ý đăng tải trên Vietnamnet. Còn nhớ vào hồi giữa tháng 2 vừa qua, tại hội nghị chăn nuôi của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thì Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã kêu gọi khuyến cáo các doanh nghiệp chăn nuôi lớn ở trong ngành giảm giá thịt lợn hơi xuống còn 75.000 đồng một kg. Bộ trưởng Cường cho rằng các doanh nghiệp chăn nuôi đầu ngành phải biết bảo vệ thị trường sản xuất một cách bền vững. Ngay sau đó thì các doanh nghiệp chăn nuôi có động thái tổng đàn lớn đồng loạt giảm giá hơi lợn xuống còn 72 đến 75.000 đồng một kg.
Kéo theo giá lợn hơi tại các hộ chăn nuôi trang trại cũng hạ nhiệt, giảm xuống mức là 80.000 đồng một kg. Song người tiêu dùng chưa hề hưởng lợi sau khi giá lợn hơi xuất chuồng giảm liên tục trong vòng nửa tháng qua, thì khoảng 3 ngày trở lại đây, giá thịt lợn bất ngờ lại tăng trở lại. Ghi nhận của phóng viên Vietnamnet vào ngày 1 tháng 3, giá lợn hơi xuất chuồng tại hầu khắp các tỉnh miền Bắc đều tăng mạnh. Tại Hà Nội thì là 85 đến 87.000 đồng một kg. Tương tự tại Hưng Yên, 77 đến 80.000 đồng một kg, nay là 85 đến 86.000 đồng một kg. Giá cả thường theo quy luật cung cầu, cung nhiều giá giảm và ngược lại. Trái ngược với miền Bắc, tại khu vực miền Nam thì giá lợn hơi xuất chuồng ổn định ở ngưỡng là 74 đến 76.000 đồng một kg. Một số địa phương tại Bến Tre, Vĩnh Long, giá lợn hơi giảm xuống còn 70 đến 72.000 đồng một kg. Dự báo sản lượng sẽ tăng cao từ tháng 2 năm 2019 và nguồn cung thịt lợn cho năm 2020 dự báo đạt khoảng 4 triệu tấn. Theo đó thì cố gắng là tháng 10 năm nay ngành chăn nuôi lợn sẽ giữ được ổn định giống thời điểm. Tuy nhiên, trên thực tế giá lợn hơi đang diễn biến hết sức phức tạp. Trong khi đó, tại chợ giá thịt hơi vẫn neo ở mức cao, người tiêu dùng phải mua thịt với giá tương đối đắt đỏ dù có thời điểm giá hơi xuất chuồng giảm xuống từ 72 đến 75.000 đồng một kg. Thưa quý vị và các bạn, các đầm vịnh có nuôi trồng thủy sản ở Phú Yên đang phải điêu đứng trước tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do chất thải xả ra biển từ hoạt động nuôi tôm hùm. Giải quyết bài toán này, mô hình thu gom rác thải ngay tại vùng nuôi đang được triển khai trên vịnh Xuân Đài của tỉnh Phú Yên. Cách làm này đã nhận được sự đồng thuận cao từ phía người dân. Và chính người dân đã từng bước thay đổi nhận thức và cùng nhau bảo vệ môi trường đầm vịnh như cách bảo vệ sinh kế của mình. Đây là công việc mà những hộ dân nuôi tôm hùm ở phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên đang làm tại lồng bè nuôi trên biển. Vỏ ốc, xác tôm hùm và nhiều thứ khác được cư dân thu gom tại lồng nuôi của mình rồi mang lên bờ, đổ vào những chiếc xe rác đặt ngay trên bờ biển. Từ đây, rác thải được những chiếc xe thu gom chở đi xử lý theo quy định. Từng người dân ở đây đã bắt đầu thay đổi việc bảo vệ môi trường trên vịnh Xuân Đài như thế. Từ khi hoạt động rác thải đây, tôi rất là tích cực để mà tôi hốt rác, tôi bỏ lên thúng. Lẹn lòng nào tôi bỏ lên thúng, chịu khó tôi bỏ lên thúng. Cho đại mình làm cái chỗ mình nuôi cho sạch sẽ cho mình. Không như, giống như là cái nhà mình vậy. Một dư thừa là phải gom bỏ trong thùng rác đây. Mình đem lên cái bến cảm thấy nó sạch sẽ liền. Ô nhiễm môi trường vùng nuôi trên vịnh Xuân Đài đã là nỗi lo lớn nhất lâu nay của chính quyền địa phương và ngành chức năng tỉnh Phú Yên. Để cải thiện, phải bắt đầu từ việc thay đổi nhận thức của người dân. Bên cạnh tuyên truyền, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên tiến hành hỗ trợ phương tiện thu gom chất thải cho người dân. Tại phường Xuân Yên, 12 xe thu gom rác đẩy tay, 387 giỏ thu gom rác đã được cấp cho người dân. 400 hộ dân ở đây cam kết thu gom rác thải ở vùng nuôi tôm hùm để bảo vệ môi trường biển. Mỗi ngày, 12 xe thu gom rác này đều đầy rác thải do người dân mang lên từ biển. Môi trường nước ở vùng nuôi này đã được cải thiện rõ rệt. Phải nói là cái công tác vận động cũng rất là vất vả, nhưng mà chính quyền địa phương đã rất là nỗ lực trong cái việc vận động, và cho tới giờ thì đã có cái nhiều bà con ủng hộ và đồng thuận đưa rác lên bờ. Một khảo sát gần đây cho thấy, tại hai vùng nuôi tôm hùm xã Xuân Vương và phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, mỗi ngày có đến 25% trong khoảng 100 tấn thức ăn tươi sống cho tôm hùm ăn dư thừa nhưng chưa có biện pháp xử lý. Mô hình thu gom rác thải ở Xuân Yên sẽ giúp nhân lên những mô hình thu gom rác thải trên biển tại các vùng nuôi thủy sản khác trên toàn tỉnh. Bằng cách làm này mới có được vùng nuôi trồng thủy sản bền vững, đảm bảo sinh kế lâu dài cho người dân. Thông tin đang được quan tâm đó là Bộ Tài chính vừa đề xuất tăng mức giảm trừ gia cảnh cho được cá nhân lên 11 triệu đồng cho người nộp thuế và 4,4 triệu đồng cho người phụ thuộc để áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia thì việc áp dụng mức tăng giảm trừ gia cảnh này là lỗi thời. Giảm trừ gia cảnh chưa áp dụng đã lỗi thời. Bài viết đáng chú ý đăng tải trên Tuổi Trẻ tiếp tục thêm mục đề báo ngày hôm nay. Là nội trợ trong gia đình 5 người, chị Bích Ngọc ở Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết những năm gần đây vật giá tăng rất cao. Cứ đi ra chợ là thấy chóng mặt. Miếng thịt heo trước đây mua 40.000 đồng nay đã tăng lên gấp đôi 80.000 đồng sau cơn bão giá cuối năm 2019. Theo đó thì mỡ rau, con cá cũng tăng theo, chưa kể các loại nông sản mang về. Bộ Tài chính thống kê chỉ số CPI cuối tháng 12 năm 2019 so với thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2013 đã tăng 23,2%. Nhưng mức tăng thực tế trên thị trường có thể hơn vậy nhiều lần. Đơn cử như là bánh mì ăn sáng thời điểm năm 2013 chỉ có từ 7 đến 8.000 đồng. Nay thì cứ 15.000 đồng. Cầm 10.000 đồng trong tay giờ không biết chọn gì để ăn sáng cả. Mang tiếng là bị trừ thuế, mọi người vẫn nghĩ là thu nhập cao nhưng thực tế là chỉ đủ sống. Chính phủ cũng đang yêu cầu các bộ ngành kiến nghị các biện pháp để hỗ trợ các doanh nghiệp. Theo Nguyễn Đức Nghĩa, chủ nhiệm câu lạc bộ đại lý thuế thành phố Hồ Chí Minh cho rằng quy định CPI tăng mức vượt mức 20% mới kiến nghị điều chỉnh ở mức
này nhưng cách tính mức giá trị gia tăng mới này chưa tiếp cận được ở tương lai. Do đó cần tính toán lại mức giảm trừ gia cảnh phù hợp với thực tế. Trao đổi với tuổi trẻ, ông Phạm Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế, Bộ Tài chính cho biết, mức giảm trừ gia cảnh được căn cứ theo quy định của Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân sửa đổi. CPI cuối tháng 12 năm 2019 với thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2013 là 123%, tăng 23,2%. Do đó, mức tính sẽ được tính toán một cách cụ thể. Trao đổi với tuổi trẻ, nhiều chuyên gia cho rằng mức giảm trừ gia cảnh Bộ Tài chính đề xuất là không phù hợp mà chưa áp dụng đã lạc hậu. Trong khi đó, Bộ Tài chính dựa trên chênh lệch giữa chỉ số giá từ tháng 7 năm 2013 cho đến thời điểm cuối năm 2019 để mà đề xuất mức giảm trừ gia cảnh mới nên chưa áp dụng đã lạc hậu. Người nộp thuế phải chịu thiệt vì mức giảm trừ gia cảnh không theo kịp diễn biến của thực tế hiện nay. Thưa quý vị, hiện Nghị định 100 đã tháo gỡ một số những vướng mắc liên quan tới hoạt động phạt nguội vi phạm giao thông, đặc biệt là cấp tem kiểm định tạm thời cho phương tiện trong vòng 15 ngày. Tuy nhiên, trên thực tế khi triển khai, một số trung tâm đăng kiểm, người vi phạm vẫn gặp nhiều khó khăn. Ghi nhận của VTC. Đây là chiếc xe tải của công ty vận tải Văn Sơn Anh được anh Lê Phi Hùng đưa đi đăng kiểm. Điều khiến anh Hùng cảm thấy hài lòng nhất đó là phương tiện dù có vi phạm, bị phạt nguội vi phạm giao thông vẫn được cấp tem đăng kiểm tạm thời trong vòng 15 ngày. Khoảng thời gian này, anh Hùng cũng như các lái xe bị phạt nguội có thể dễ dàng đi giải quyết nộp phạt và bàn giao hàng hóa cho đối tác. Rất phù hợp mà rất có lợi cho các khối doanh nghiệp vận tải. Bởi vì khi xử lý phạt nguội trong vòng 15 ngày thì có thể là xe các doanh nghiệp người ta vẫn có thể là vận tải, người ta vẫn giả hàng hóa bình thường mà lái xe cũng có thể là thuận tiện trong công việc. Tôi thấy cái nghị định này rất là tốt. Thực ra là nếu mà dừng bị phạt thì là xe tất cả hàng hóa tất cả dừng hết, đình trệ lại hàng hóa rồi ảnh hưởng nhiều đến tất cả các doanh nghiệp vận tải. Nói chung, đấy, kể cả anh em lái xe rất là vất vả, đấy, xe cộ lại phải trông nom hay là thuê bến bãi để chờ xử lý thì mới được hàng hóa lại không lưu thông, nó rất ảnh hưởng đến công việc. Xe nó đỡ phải ở nhà, bây giờ nếu mà được 15 ngày như thế thì tốt quá, thì cái điều kiện đấy để cho tạo điều kiện cho những người lái xe người ta tiếp tục đi nộp phạt và để làm đăng kiểm để lấy quan việc làm. Theo các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn Hà Nội, xử phạt nguội là giải pháp nhằm răn đe các hành vi vi phạm của lái xe, ngăn ngừa tai nạn nghiêm trọng. Từ khi có những quy định mới theo Nghị định 100, các thủ tục hành chính đã được đơn giản hóa, giảm phiền hà cho người vi phạm giao thông. Trong quá trình mà kết hợp với các đơn cơ quan chức năng thực hiện cái xử lý cái xe vi phạm mà bị phạt nguội trong khi kiểm định ấy, thì mình cũng có một số cái khó khăn. Thì đầu tiên phải nói đến là ban đầu thì chủ phương tiện cũng chưa hiểu rõ, cho nên người ta chỉ biết đến đơn vị đăng kiểm là một đơn vị kiểm tra về kỹ thuật. Khi đến kiểm định và lại bị từ chối thì người ta cũng rất bức xúc, vì người ta bảo các cái vấn đề xử lý vi phạm thì có quyền của cơ quan chức năng khác. Tuy nhiên, cũng theo ông Trường, hiện hoạt động phạt nguội qua đăng kiểm vẫn còn nhiều lỗ hổng, gây khó khăn cho người vi phạm cũng như các đăng kiểm viên. Cụ thể nhất đó là khi trên hệ thống có cảnh báo phương tiện phạt nguội thì gần như người vi phạm và nhân viên đăng kiểm không biết tiếp cận, liên hệ với cơ quan thực hiện hoạt động phạt nguội vi phạm giao thông vì không niêm yết số điện thoại. Thứ nhất là Nghị định 100 đã tháo gỡ được, thứ hai là chủ phương tiện cũng được tuyên truyền, cũng đã hiểu rõ thì nó cũng đỡ cũng vướng mắc trong khi quá trình kiểm định. Nhưng mà thực ra bây giờ cũng vẫn còn một số vướng mắc là khi mà các cái đơn vị cơ quan chức năng ấy đưa cảnh báo sang thì thường là một số đơn vị sẽ không niêm yết cái số điện thoại để chủ phương tiện có thể liên hệ. Cho nên là bên đăng kiểm thì ngoài cái việc là phát sinh thêm lại phải giải thích cho chủ phương tiện. Thì đấy là một cái khó khăn, thì cũng rất mong là các cái đơn vị cơ quan chức năng sau này khi mà gửi sang công văn để cảnh báo các phương tiện vi phạm thì cũng niêm yết cho số điện thoại để chủ phương tiện có thể giải đáp liên hệ, để giải đáp thắc mắc cũng như là để tư vấn các cái vấn đề thủ tục giải quyết cho nó gọn, nhanh gọn. Linh hoạt trong hoạt động xử phạt vi phạm giao thông hay nộp phạt vi phạm trực tiếp đang là những giải pháp được triển khai và nhận được sự ủng hộ từ phía người tham gia giao thông. Vậy nhưng, một số vướng mắc cũng cần phải được giải quyết dứt điểm, tránh phiền hà cho cả đơn vị thực hiện và người vi phạm bị phạt nguội.